chị Lê Tata đây. Thực ra thì cái này nghe có vẻ không liên quan gì đến bucket list của mình lắm. Nhưng mà tại vì đợt thời gian vừa rồi thì có khá nhiều người hỏi về câu hỏi này. Thế nên là ngày hôm nay mình quyết định là sẽ chia sẻ cho các bạn về phương pháp học tập khi đi du học tại nước ngoài. Đối với bản thân thì mình nhận thấy là không có một cái phương pháp nào là có thể dành được cho tất cả mọi người cả. Bởi vì như mình thấy thì tùy vào từng ngành học, mỗi cái lĩnh vực khác nhau là cái phương pháp học tập để cái phương pháp mà tiếp cận cái kiến thức nó đã khác nhau rồi. Và đối với cá nhân từng người thì cái phương pháp học tập nó sẽ còn khác nhau hơn nữa. Lý do là bởi vì mỗi một người thì tùy vào từng cái tính cách, rồi là thói quen, rồi giờ giấc học tập của người ta mà cái phương pháp học của người ta nó sẽ khác nhau. Vậy nên là ở đây thì mình sẽ chỉ nói đến những cái phương pháp chung chung nhất để giúp bạn có thể dễ dàng hơn trong việc học tập cũng như là ôn tập chuẩn bị cho những kỳ thi khi mà các bạn đi du học ở bậc sau trung học thôi nhé. Bản thân mình thấy có hai vấn đề cốt lõi nhất khi mà các bạn đi học ở bậc sau phổ thông, nhất là đối với những bạn đi du học, đó là vấn đề nghe hiểu và vấn đề đọc hiểu. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những phương pháp mà mình đã mày mò và mình tìm ra được đối với từng phần nghe hiểu và phần đọc hiểu nhé. Điều đầu tiên mà các bạn cần phải lưu ý đến đó là các bạn phải xác định được cái tinh thần là ở trên bậc đại học thì cái việc học nó khác hoàn toàn so với toàn bộ 12 năm học trước đó của các bạn ở bậc phổ thông. Thực tế thì ở trên bậc đại học thì người ta sẽ tập trung vào cái tinh thần tự học rất nhiều. Và cái điều thứ hai đó là cái lượng kiến thức nó sẽ khổng lồ hơn rất là nhiều so với cái hồi mà bạn còn đang học phổ thông. Chẳng hạn như là với bản thân mình thì mình nhận thấy là mỗi tiết học khi mà mình học đại học thì nó chỉ kéo dài trong 1 tiếng 20 phút. Nhưng mà cái lượng slide ở trên PowerPoint của nó thường là sẽ dao động trong khoảng từ 40 đến 50 slide của mỗi bài giảng. Để có thể theo kịp cái chương trình học thì ở mỗi tiết học giáo sư người ta sẽ giảng rất nhanh và người ta sẽ giảng rất rất sơ qua thôi. Do vậy nên là cái việc mà bạn có thể hiểu được 100% toàn bộ bài giảng ngay trong cái tiết học đầu tiên đó, ngay trong 1 tiếng 20 phút đó, gần như là một điều không thể. Vậy nên là cái tips đầu tiên của mình dành cho các bạn đó là trừ phi cái năng lực ngôn ngữ của các bạn tương đương với người bản xứ, còn thì đừng bao giờ cố gắng hiểu từng câu từng chữ 100% những lời mà giáo sư giảng ở mỗi tiết học. Đừng bao giờ cố gắng nghe làm sao để phải hiểu từng chữ một, tại vì đó gần như là một điều không thể đâu. Và nó sẽ không thể nào mà giúp bạn có thể nắm bắt được toàn bộ sơ lược cái bài giảng mà người ta giảng cho bạn ngày hôm đó được. Bản thân mình thời gian đầu qua đây thì mình cũng khá là chật vật với vấn đề nghe hiểu, bởi vì là mình thì đi du học ở Canada và cái trọng âm cũng như là cái tiếng địa phương ở bên này thì nó khác khá là nhiều so với cái tiếng Pháp mà mình học của mình ở Việt Nam. Do vậy thì nên là thời gian đầu ấy thực sự là mình nghe mà như kiểu vịt nghe sấm ấy, tức là nó qua tai này rồi nó chui ra tai kia ngay lập tức. Mình nghe rồi mình không đọng lại được chữ nào trong đầu ấy vì mình chả hiểu cái gì cả. Vậy nên là thay vì cái việc là cố gắng nghe từng từ một thì bạn hãy cố gắng nghe được trọn vẹn cả cái câu nói của người ta, rồi sau đó thì hẵng cố gắng hiểu cái ý nghĩa của câu nói đó là gì. Một mẹo nữa nho nhỏ của mình dành cho các bạn đó là thời gian đầu, đối với những bạn nào mà cảm thấy hơi khó khăn trong vấn đề nghe hiểu, xem là thầy giáo rồi giáo sư người ta giảng cái gì, thì các bạn nên ghi âm lại cái bài giảng đó và sau đó thì về nhà các bạn có thể bật lại và ghi chép. Lúc đó thì bạn được ấn pause mà, thì bạn có thể ghi chép lại những cái lời mà người ta giảng ra. Thì một lần ghi chép lại như thế cũng là một lần để bạn nghe lại cái kiến thức, cái bài giảng ngày hôm đó, và nó sẽ giúp bạn ghi nhớ sâu hơn cái kiến thức mà các bạn đã học. Nói tóm lại là mình nhận thấy là cái mục đích lớn nhất của bạn ở mỗi tiết học, ở mỗi cái lần mà bạn lên giảng đường để nghe giáo sư giảng, không phải là để hiểu được toàn bộ bài giảng, mà là để nghe xem, là chú ý xem người ta nhấn mạnh một cái phần nào, người ta nói là cái phần nào sẽ có ở trong cái bài thi, và mình check note lại những cái thứ đó. Ngoài ra thì cái việc mà hiểu chi tiết từng cái một thì bạn có thể để về nhà các bạn đọc lại sách này, các bạn nghe lại cái phần ghi âm bài giảng của người ta, hoặc là các bạn đọc thêm các cái tài liệu điện tử đính kèm của người ta, rồi các bạn hãy cố gắng hiểu sau nha. Về vấn đề đọc hiểu thì như mình đã nói ở trước đó, đó là cái lượng kiến thức của nó thực sự rất rất lớn. Nó không chỉ có những cái slide ở trên PowerPoint không đâu. Thường thì ở trên những cái slide hoặc là những cái giáo trình điện tử của
người ta khi mà các bạn học đại học hay là học cao đẳng thì nó sẽ không có bao gồm trọn vẹn toàn bộ tất cả các kiến thức mà người ta giảng cho bạn đâu. Mà ngoài ra thì các bạn sẽ còn phải đọc khá là nhiều sách nữa. Chẳng hạn như là mình, đây là một ví dụ này, đây chính là cái cuốn giáo trình giải phẫu của mình. Và cái cuốn này thì nó phải dày khoảng, đợi mình chút, nó phải dày khoảng 1.500 trang. Và mỗi một tiết học ý, thì người ta sẽ dạy về một chương ở trong này. Tức là một chương đó nó sẽ phải bao gồm khoảng tầm 500 trang một chương. Như vậy, thế nên là cái việc học ý, nó sẽ không giống như một cấp 3 là nó sẽ có một cái đề cương, người ta sẽ giới hạn cho các bạn là cái phần này các bạn để học để ôn thi đâu. Mà cái lúc đi thi ý, nó sẽ là tổng hợp tất cả những gì mà bạn đã học trước đó. Vậy nên là cái quá trình học ở bên này nó sẽ là cái quá trình học mà tích lũy kiến thức, chứ không phải là cái quá trình học mà bạn có thể ôn thi chỉ trong 1-2 ngày hay là trong 1 tuần mà các bạn có thể nắm bắt được toàn bộ cái đống kiến thức đó đâu. Thế nên là đừng áp dụng cái công thức học theo kiểu là nước đến chân mới nhảy, gần đến sát kỳ thi mới ôn nha. Tại vì như mình hồi đầu ấy, cái hồi mà mình thi giữa kỳ thì mình đã từng thử như thế. Tại vì hồi trước hồi cấp 3 thì mình toàn như thế mà. Đến lúc nào mà sát kỳ thi mới bắt đầu gọi là trả lời các cái câu hỏi đề cương, bắt đầu viết ra, bắt đầu ôn tập. Rồi nó bù lu bù loa hết lên. Và mình thực sự là tại vì cái lượng kiến thức nó quá lớn nên là mình không thể nào mà handle được hết đâu. Sau đó thì mình đã rút ra một cái cách học khá là hay. Đó là ngay sau mỗi cái bài giảng mà người ta giảng ở trên lớp, sau mỗi lần mình lên giảng đường, thì buổi tối về mình sẽ nghe lại cái phần ghi âm của người ta. Mình sẽ đọc lại cái phần kiến thức ở trong các cái tài liệu mà mình được học ngày hôm đó. Và mình tìm cách vẽ nó ra theo sơ đồ. Mình sẽ cho các bạn xem một vài ví dụ nha. Chẳng hạn như đây là tài liệu của môn giải phẫu của mình. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, đấy là chẳng hạn như đây là mình đang học về phần tim nha. Thì tại vì cái tùy vào từng người thôi, cá nhân mình thì mình thấy là mình có thể học hiệu quả nhất dưới dạng tranh vẽ hình ảnh. Thế nên là mình đã vẽ ra, và từ đó thì mình chia ra các nhánh, các cái kiến thức nhỏ nhỏ như thế này. Thì tổng hợp cái kiến thức lại ấy, nó sẽ chỉ gói gọn trong vòng từ 2 đến 3 trang như thế này thôi. Và cái việc mà các bạn đọc từ 2 đến 3 trang như thế này thì nó dễ thở hơn rất là nhiều so với cái việc là bạn phải ngồi đọc 200-300 trang hay là 50-60 slide ở trên PowerPoint, đúng không nào? Và đối với cá nhân mình thì mình thấy là mỗi lần mà các bạn viết lại cái kiến thức như thế theo cái dạng sơ đồ như thế, tức là bản thân bạn cũng đã phải có một cái tư duy về cái bố cục bài giảng rồi. Và đó cũng là một cách để bạn biến kiến thức của người ta trở thành kiến thức của cá nhân bạn. Bởi vì là mỗi lần take note ra như thế cũng là một lần để bạn có thể ghi nhớ lại cái kiến thức vào trong não bộ của mình mà. Ở đây thì mình có một vài ví dụ về những cái phần bài giảng mà mình đã ghi chép lại theo cách của mình, thì mình có thể chia sẻ với các bạn một chút nha. Cái này thì vừa nãy mình chỉ cho bạn rồi đúng không? Còn đây chẳng hạn như là mình học về phần vitamin chẳng hạn, thì mình sẽ tìm cách là hình ảnh hóa tất cả các kiến thức ra, và những cái từ ở trong này nó sẽ chỉ là những cái từ khóa thôi. Thì cái việc mà đọc những cái đọc ít chữ thì bao giờ mình cũng cảm thấy sướng hơn là cái việc mà cứ đọc nhiều nhiều, đúng không? Mình hay có thói quen kiểu ngại đọc ấy, kiểu kiến thức nó quá nhiều thì mình đọc cũng ok thôi, nhưng mà nó sẽ hơi nản một chút. Thì ở đây, hoặc là một cách khác đấy là các bạn cũng có thể kẻ ra thành cái bảng như thế này, thì cái kiến thức của các bạn sẽ được tổng hợp lại đó. Thường thì mình hay vẽ ra theo kiểu như thế này, rồi từ đó mình chia ra thành các cái đơn vị kiến thức nhỏ hơn, rồi từ đó lại chia thành những cái kiến thức nhỏ nữa. Và mình nhận thấy là đối với mình thì cái cách học này khá là hiệu quả. Nếu như bạn nào mà cũng có thể có cái kênh tiếp nhận thông tin là kênh hình ảnh như mình thì các bạn cũng có thể áp dụng cái cách này, thì mình, cá nhân mình thì mình thấy là nó khá là hiệu quả. Một cái dụng cụ nữa mà mình cảm thấy là không thể thiếu mỗi khi mà các bạn đọc các cái tài liệu, đó chính là cái highlight. Các bạn nên dùng cái bút nhớ ấy để đánh dấu vào những cái từ mà các bạn cho là quan trọng, những cái phần kiến thức mà các bạn cho là quan trọng. Thì về cơ bản, cái hình ảnh, câu chữ đó nó sẽ nổi bật hơn so với các cái chữ khác, đúng không? Và vô hình chung là nó sẽ tạo một cái ấn tượng ở trong não bộ của bạn tốt hơn, và giúp bạn có thể ghi nhớ những cái từ khóa, những cái kiến thức trọng tâm đó dễ dàng hơn. Tổng hợp lại thì nó sẽ là như thế này. Thứ nhất, về vấn đề nghe hiểu, đừng bao giờ cố gắng hiểu từng từ, từng chữ một mà người ta nói. Thay vào đó, các bạn nên hiểu ý nghĩa của toàn bộ câu nói của người ta, cũng như là toàn bộ cái kiến thức sơ lược
về bài giảng thay vì là chú tâm vào từng chi tiết một. Tiếp theo về vấn đề đọc hiểu thì cũng tương tự như vấn đề nghe hiểu. Nên các bạn nên đọc sơ lược trước cái phần giới thiệu cái chương học đó, rồi sau đó hẳn nên đọc vào từng chi tiết một. Khi mà đọc vào từng chi tiết thì hãy lấy cái bút highlight ra và đánh dấu vào những cái kiến thức mà các bạn cảm thấy là trọng tâm, cũng như là các cái từ khóa mà các bạn nghĩ là nó sẽ cần thiết khi mà các bạn thi cử. Và sau đó thì là hãy tổng hợp lại cái kiến thức ra theo như cái cách hiểu của mình, theo như cái lối tư duy của mình. Các bạn có thể sử dụng sơ đồ tư duy, hay là các bạn có thể vẽ hình ra, hoặc là đơn giản là đối với những bạn mà hiểu qua thông tin viết hay là nghe thì các bạn cứ chỉ cần nghe lại này, rồi các bạn viết lại. Nói chung là theo tùy vào từng cái khả năng tiếp nhận thông tin của mỗi người mà các bạn hãy tìm lại cái cách để biến cái kiến thức của người ta trở thành kiến thức của mình. Và cuối cùng, một điều quan trọng nhất mà mình muốn nói với các bạn đó là đừng cố gắng học theo kiểu là nước đến chân mới nhảy nha. Mà cái quá trình học tập khi mà các bạn đi du học, nhất là đối với những bạn mà học ở bậc học cao đẳng hay là đại học ấy, thì cái việc học nó sẽ là cái việc tích lũy kiến thức, nó là cả một quá trình, chứ nó sẽ không phải là chỉ trong thời gian là một ngày, hai ngày. Thế nên là hãy cố gắng là học đến đâu hiểu đến đó, chứ đừng để đến lúc là sát kỳ thi lúc đấy mới bắt đầu giống như là học lại từ đầu và đọc lại từ đầu, thì như thế các bạn sẽ gặp khá là nhiều khó khăn đấy. Vừa rồi thì là những chia sẻ của mình về phương pháp học tập. Bản thân mình thì mình cũng đang trong cái quá trình tìm hiểu cái phương pháp học tập phù hợp nhất cho bản thân. Vậy nên là nếu như bạn nào có những cái phương pháp học tập khác hay ho hơn thì các bạn có thể để lại comment ở dưới phần bình luận dưới này, và hãy cùng mình chia sẻ những cái phương pháp học tập đó đối với những bạn khác nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn, và hãy đón xem siêu phẩm sắp tới nhé.